Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gia đình Vivu. Hôm nay là một cái clip rất là đặc biệt và một ngày rất là đặc biệt. Ngày của phụ nữ 8 tháng 3. Nhà mình sẽ đi ăn ở một nơi cũng rất là đặc biệt. Hey, bé Bin cũng muốn chào mọi người. Chào mọi người. Hôm nay nhà mình đi một nơi rất là đặc biệt. Đó chính là đi ăn lẩu Hai Di Lao. Một trong những quán lẩu mà có thể gọi là hot nhất của Sài Gòn. Tới Hai Di Lao rồi mọi người ơi, tầng 2 của Bitexco. Ủa mình không còn con robot nữa hả? Ủa đâu? Mà nó không có chạy. Trời ơi, đây là bạn robot nè, nhưng mà giờ đâu có ai đâu mà bạn chạy. À, đây là bạn robot nè. Khi mà mình ngồi nghỉ thì trên đây có rất là nhiều thứ nè. Đó, cho nên là bây giờ, nhưng mà bây giờ không có chạy được. Mình tới cái chi nhánh này là bởi vì chi nhánh này có con robot này đó mọi người. Vin rất thích robot này nhưng mà bây giờ là bạn không hoạt động rồi, Vin buồn 5 phút. Rồi đây là gì vậy? Cái này là được quyền ăn khi mà chờ đợi, nhưng mà hôm nay mình lên rất là sớm cho nên là mình không có cần phải chờ. À, đây là đậu phộng hả? Mọi người đậu phộng. À, đậu phộng để ăn lúc đợi. Bên kia là cái gì? Ở bên này là đậu wasabi. Này mình thích lắm nè. Này bố của Vin thích lắm nè. Còn có kem cho con nít nữa nhưng mà giờ này không có, thằng Trang không có để cô. Ở đây là nếu mà đợi lâu quá là có thể làm móng tay nữa, nhưng mà hôm nay cũng không có ai ngồi làm. Hồi xưa ở đây đông lắm cho nên là ngồi dữ lắm luôn á. Làm đi miễn phí nè. Ồ, đã vậy nè, miễn phí. Ở đây là cái khu vực ngồi nghỉ. Rất là nhiều cái chỗ ngồi nghỉ, có nghĩa là bình thường rất là đông mọi người. Một cái khu vực ngồi nghỉ thì có rất là nhiều thứ đầy đủ luôn. Mình có khăn giấy nè. Có khăn giấy. À, mình có đồ xếp giấy nữa. Uống nước nữa, có nước lọc. Bạn xếp giấy ở trong kia. Còn này là cái gì đây, mình chưa biết nữa. Bởi vậy đi sớm có cái hiệu quả của nó mọi người ơi. Có bàn luôn, bây giờ mình sẽ vô ngồi luôn. Không cần phải đợi nữa. Đợi xíu người nhà anh ra. Chào bác ạ. Mình đã yên vị ngồi ở chỗ lẩu Hai Di Lao rồi mọi người. Cái Bin vừa ra khỏi trường là khoảng 4 giờ là mình chạy ra đây luôn. Bởi vì mình rất là sợ Hai Di Lao. Hai Di Lao nổi tiếng là đợi rất là đông, nhiều người muốn ăn xếp hàng kinh khủng lắm. Mà hồi đó mình đến đây ăn một lần đó, thì đợi cả tiếng đồng hồ. Rất là khủng khiếp cho nên bây giờ mình đã đi rất là sớm. Mẹ Bi thì đang order món rất hấp dẫn. Mình order lẩu 4 ngăn luôn để mọi người đều có thể ăn được nhiều người. Có cái nước lẩu chả chua nổi tiếng ở đây đó. Nhưng mà lần trước mình ăn thì nhà mình không khỏe lắm, cho nên bây giờ mình sẽ chọn hai cái món lẩu khác. Nhưng mà lẩu Thái với lẩu Ba Ba ăn được gì không? Rồi mẹ của Bin đang gọi món này mọi người ơi. Với một cái mê la cho bố nha. Cái dầu cây, dầu cây không phụng, dầu cây mê la. Người phục vụ mới đưa cho ba mẹ mình gối đệm lưng. Ở đây phải nói là service cực tốt luôn. Đây là cái bao zip để đựng khẩu trang. Cái mới ở Hai Di Lao để mà phù hợp với tình hình dịch Covid nè. Ai cũng phải đeo khẩu trang hết mọi người. Đây là cái bao đựng khẩu trang. Wow, lẩu lên rồi. À, cái này là lẩu Thái. Lẩu Thái. À. Còn màu trắng này là cái gì? Màu trắng là lẩu bao tử cá gà. Lẩu mala, là lẩu sở trường của bố lại. Tứ xuyên cay á, nhưng mà siêu cay là không chỉ cay vừa thôi, tại vì mình lấy cay vừa nhà mình nó có ăn cay dở đấy đâu. Còn đây là lẩu bạch ngọc. Cũng là lẩu nước trong, hai cái lẩu này là lẩu không cay, hai lẩu này là lẩu cay. Để chéo vậy hả? À, để chéo cho dễ. Mọi người ăn hai cái màu đỏ là cay, hai cái này là nước.
nước không cay. Hôm nay ông bà ngoại rất là hào hứng nha, ông bà ngoại thích ăn chỗ này lắm, ông nhất là ông ngoại. Đây, còn đây là nước nha. Nước màu đen là nước xí muội hả em? Dạ đúng rồi, đây nước xí muội ạ. Rồi, cảm ơn em. Đây, đây là ly nước xí muội. À, được refill nha, mỗi ly 10.000 mình sẽ được refill. Còn trà đá và nước suối thì sẽ được miễn phí. Đây là ly trà sữa trân châu của mẹ Bi, khá là hấp dẫn, cũng 10.000 refill nha mọi người. Trà sữa trân châu đàng hoàng nha. Không ngon bằng trà sữa ngoài không á, tự nhiên trà sữa. Ở đây cái gì thấy cũng uống được, hết cũng ngon á. Ghê, thử đi mới biết được. Trà sữa rất là ngon, có mùi trà đàng hoàng. Chứ không lẽ không có. Không phải là trà nấu bột. Nhưng mà cái trân châu ngon. Trân châu ngon. Sao? Đẹp quá. Còn bây giờ mình sẽ thử nước xí muội cho anh sao, ngon không? Đây, mình nghĩ là nước xí muội giờ này là có sự thay đổi, hồi xưa hơi ngọt, bây giờ khu nhà mình vui lạc, rất là thích cái vị này. Đây, viên mạch tập về có 20 lao. Quay cái người qua. Ê, cái tay thấy chặt ui ngọn chưa. Viên thích ăn hay gì lao không con? Thích. Đây là nhóm món đồ chơi của Bin. Quay cái mặt tính chút đấy nha. Đây. Ôi, Bin mới được tặng được một cái đồ hộp đồ chơi. Đúng tuổi của Bin luôn. Ủa sao hay vậy ta? Ở đây service vẫn tốt, chăm sóc cho em bé. Chăm sóc là khách hàng là số 1 luôn. Còn đây là màn hầu chiên, món của mẹ Bin rất là thích nha mọi người. Đây tới màn thị phẩm của mẹ Bin đây. Nóng quá hả? Cái vỏ nó còn rất là giòn. Bánh thì rất là thơm. Mới chiên luôn cho nên là rất là ngon. Mình thích ăn bánh bao chiên là mỗi ở đây thôi. Màn hầu chiên, xà điệp khô, xà điệp chiên. Đây xà điệp chiên. À. Còn bên đây? Bên đây là cái viên Phật Sơn gì đặc biệt ở đây. Ghê quá. Còn đây là đậu hũ cá chứa danh của Hai Di Lao đúng không? Đúng rồi. Đậu hũ cá hay đậu hũ phô mai? À, đậu hũ phô mai mới là nổi tiếng đó. Rồi, cá viên chiên ở đây ngon lắm. Cá viên, bữa này là cá viên chiên. Ừ, cá viên mà không có chiên á, chỉ là cá viên á. Đây, mì gói là món hảo của Bin rồi. Rồi, ở đây là bao tử cá. Còn bao tử cá đây cũng nhìn đó, lớn quá vậy. Đây là đậu hũ cá hả? Đậu hũ cá nè. Rồi, còn cải thìa, cải thảo. Rồi, củ sen. Với lại cái này là tàu hút kia sợi. Ngon lắm, cái này đặc biệt không có ở đâu có hết. Trời ơi, đang thắc mắc cái chân trắng này nè. Cái chân trắng này là miếng cũng đặc biệt ở đây luôn. Chỉ có ở đây mới có loại miếng này. Ghê vậy. Ừ. Đi lấy nước chấm nha. Bây giờ đeo khẩu trang vô, đeo khẩu trang vô được. Bây giờ rất là đông mà sắp đắp lắm. Bây giờ lấy nước chấm nha. Mình đợi lấy nước chấm nhưng mà đang có người đâu có xin mình sẽ đợi một tí. Bây giờ tới mẹ Bi được lấy nước chấm. Mẹ rất là hấp dẫn nha. Mẹ Bi thích ăn đường, cho nên mẹ Bi sẽ bỏ một ít đường. Ở đây có tương đậu phụ mè. Tương mè ngon lắm. Thích tiền tay. Đậu nành rang không có giòn giòn lắm. Hành và ngọt, ăn với lại sốt thì rất là ngon. Tỏi nè, tôi ăn nhiều tỏi. Rất nhiều tỏi. Lấy rất nhiều tỏi dùm. Tim ăn tỏi. Đất bột. Ừ, đất bột. Cay. Hơi là thơm. Có cái dầu ớt nữa.
Còn đây là thành phẩm nè, nước chấm xong rồi nha. Rồi bây giờ nhà mình đã chuẩn bị để mà ăn rồi nha. Nước chấm đầy đủ, mọi đồ ăn đã sẵn sàng. Bây giờ lẩu Thái hấp dẫn quá, lẩu Thái đầy bổi rồi mọi người ơi. Rất là ngon mọi người. Nhưng mà lần đầu tiên mình ăn ở đây, thì mình ăn cái lẩu cay này mình không biết. Mình ăn rất là nhiều ớt cho nên là kỳ ngày đó mình không ăn những gì hết trơn. Tại cái cay, cay quá mức chịu đựng được. Và làm cái hư vị giác luôn bỏng lưỡi. Không ăn được gì nữa hết. Cho nên lần này mình sang từ từ bớt bớt ớt đi thì nó sẽ rất là ngon. Ok, nãy là mình thấy được cái show bún mì rất là hấp dẫn. Còn bây giờ mình sẽ ăn cái mì rất là có ngon ha. Mình sẽ thử mì. Không giống mì kéo sợi bình thường. Nó giống như là mùi vị của mì nhưng mà nó giống như là cộng hủ tiếu vậy đó. Tại vì bề mặt rất là bự, rất là dài, rất là to. Đây, đồ ăn kem, đồ ăn kem. Và rồi còn được ăn kem nữa, quá đã. Cái rửa mình nha. Dạ, cái gì biết cái hạt gì. Đi ra ghế ngồi. Ừ, ra ghế ngồi đi con. Ờ, vani với dầu. Dạ không, là mix hai vị lại. Đúng, đúng rồi. Rồi. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Sau khi ăn lẩu xong thì ra ngoài là bọn mình còn được ăn kem nữa. Thì bọn mình phải lại ngồi xuống để cho bé Bin ăn kem. Bin đang ăn kem say mê luôn. Kem rất là ngon. Và tổng thiệt hại hôm nay nhiêu? Tổng thiệt hại của 4 người và 1 trẻ em của nhà mình hôm nay là 1.2 triệu. Vậy là clip ăn lẩu hay gì lao của gia đình Vivu đã kết thúc rồi. Mong rằng các bạn đăng ký kênh gia đình Vivu để chia sẻ thông tin du lịch ẩm thực cùng với gia đình mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.